Trời ơi, nhìn cái quả chị nén ra cái ơi. Làm gì vậy? Ôi, nó nóng dễ sợ luôn á, anh Thức. Mát chưa? Trời, mát quá trời mát luôn. Nhà tao có cái quạt một nhảy đâu đưa cái mặt vô. Thì trời, bây giờ nó thật sự là ôm cái quạt luôn. Ngồi đi ra chỗ khác không nổi luôn. Ủa vậy chứ? Nè, mát chưa? Mát. Ơi, lạnh cực kỳ luôn. Mọi người nói anh làm cái quạt này hao nước đáo trời luôn kìa. Ờ, hôm nay cũng nghĩ sao mà cái quạt như mà hao đá. Anh nói thật sự là để một gốc tư nước đá. Bây giờ ai mà làm theo cách của mình nha, y chang vậy. Để một gốc tư nước đá 8.000 vô, xài đúng 24 tiếng đồng hồ là mới hết nước đá. Bảo đảm nếu ai xài không được 24 tiếng đồng hồ, cái gì mình cũng chịu. Vậy chiều nay em sẽ mua về em để trong thùng nha. Để rồi em coi nha, em canh giờ nha. Ok, cho canh giờ luôn. Đây là cái quạt mà hơi nước đá của mình nha cả nhà. Mốt làm theo cả đi, 24 tiếng đồng hồ mới hết một gốc tư nước đá. Chỉ có 8.000 à, chứ không phải là như người ta nói là tốn mấy chục ngàn nước đá. Làm gì dữ vậy? Nhưng mà công nhận mắt thiệt ha. Rồi đem bắp chuối đây này đây. Trời ơi, cái này hồi nãy nè, cái ông hàng xóm ông mới đem qua ông cho em luôn á. Đù, bắp chuối hộp nè. Đúng rồi, ghê trời, sao nhìn biết vậy? Nhìn ta biết à, tao lại thứ thứ nhất á là bắp chuối mà hộp với bắp chuối sáp á là nó u u vậy nè. Đó, còn bắp chuối xiêm á thì nó dài, nó mới được tròn. Thì à, em cũng để ý em đối với nè. Bắp chuối và cua thì đem xì lì à. Ăn được. Bởi vậy chuối nào cũng phải phân biệt, dễ phân đúng biệt. Đúng rồi, nhìn cái người ta cái nhìn cái bắp chuối thôi là tại mới biết bắp chuối gì. Tại vì bắp chuối á, ăn ngon nhất á, là bắp chuối sáp. Ăn nó vô ngọt ngay à. Còn thứ hai là bắp chuối già cui. Rất là hiếm luôn, bởi vì ổng thấy bắp chuối già cui ổng mới cho em á. Gì hả? Ừ. Ủa cuối cùng là bắp chuối nó bắp chuối gì? Bắp chuối lộn, bắp chuối nào bắp chuối hộp. Là ngon không? À, ngon. Trời ơi, à. Ê, cái này đem sắt đi, làm gỏi chiều mua con vịt, con gà về. Làm gỏi nhậu một cái tới tay bà hai luôn. Em mua rồi, em mua con gà rồi. Đúng. Thì đó, cái này em đem qua cho anh sắt nè. Ủa rồi sao ở nhà ông sắt đi mà đem qua đây sắt trời. Ơi nó nghe nè anh Thức, sao em sắt á, sao nó đen thui à. Anh có cách nào mà anh sắt á cho nó trắng mà nó giòn không? Ăn cho nó giòn giòn, bữa đó anh làm sao mà em thấy ngon quá trời, trắng tươi à. Cái bắp chuối nè là thứ nhất á, là mình phải biết cái cách sắt. Có nghĩa là mình sắt ra mình bỏ vô cái thao inox á thì nó sẽ đỡ đen. Hoặc là mình á là bỏ cái chanh vô nó thì nó cũng đỡ đen, nhưng mà rửa lại nước thì nó cũng chẳng bị đen. Đúng rồi, em cũng để chanh mà em rửa lại tại vì nhà xài nước cây đó, rồi rửa nó đen lại à. À bây giờ em để anh chỉ cho em một cái mẹo nè, là làm bắp chuối thí dụ mà em sắt ra đang thui đen mà gọi là đen thui thùi đùi luôn. Đó, nhưng mà anh nhúng nhẹ vô cái lá trắng tươi lên liền, không dùng quá chất nha. Không có dùng thuốc không gì hết, không gây ngại nha. Bây giờ cả nhà để mình chỉ cho cả nhà cái mẹo mà sắt bắp chuối sao cho thiệt nhanh. Và thứ hai á, làm sao mà để là bắp chuối mà nó vừa ngon nè. Có nghĩa là mình biết làm á là bắp chuối nó sẽ giòn. Đúng rồi. Và thứ hai là trắng. Đó, chờ anh chút xíu để anh đi ra lấy cái công thức anh chỉ cho em. Đơn giản thôi, ai cũng làm được hết trơn. Trong vòng mà. Có nghĩa là trong vòng 3 giây là bắp chuối từ đen thành trắng ra liền. Vậy vậy, làm liền đi. Thì bây giờ mình muốn mà sắt bắp chuối làm sao mà cho nó trắng mà vừa giòn á thì mình chỉ cho cả nhà một cái mẹo nha. Đầu tiên á là mình sử dụng một cục nước đá. Ủa, đó. Nước đá làm gì em ngâm nước đá cái bắp chuối trong nước đá, bắp chuối ăn rất là giòn. À. À, và thứ hai là có cái mũ bao nhiêu á là nó sẽ không bị chát luôn. À, nó có nghĩa là nó kỵ, nó ăn bắp chuối không bị chát tại vì mình bỏ nước đá vô. À, thì mình sẽ đặt cái nước đá ra cục nha cả nhà. Đó. Miếng nước đá rồi. Rồi, ok, nước đá nè. Mình đổ nước vô nha cả nhà ơi. Đây, trước khi đổ nước á thì cả nhà mình biết cái này là cái gì không? Đó, nhìn kỹ đây. Cơm mẻ. Đúng rồi, cơm mẻ em để có cái nước cơm mẻ vô bắp chuối để vô một cái là nó trắng tươi lại luôn. Nó trắng mà trắng lạ kỳ lắm kìa. Mình sử dụng chanh vậy rồi ha. Nhưng mà là nó không bao giờ trắng được bằng là cơm mẻ. Mình chỉ sử dụng một ít cơm mẻ thôi. Cái này anh xin nhiều đặng về anh nuôi. À, một miếng nè. Đây một miếng cơm mẻ thôi nha, không cần nhiều nha. Tại vì thí dụ mà lúc mà em bóp giấm bóp gì đó thì em á là nó cũng bị chua mà phải không? Đúng rồi. Đó, mình để chỉ cần chế một miếng nước cơm mẻ vô. Nhớ nha. Thì mình trộn giấm là chắc mình sẽ chua đó sao? Đúng rồi. Nhưng mà đưa vô nước cơm mẻ nó trắng dữ lắm, trắng luôn. Đó, cái này là cái bí quyết của mình. Rồi, ok. Đó thấy không? Rồi đó, cả nhà thấy cái màu nước không? Đó, nó màu nó đục vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sắt bắp chuối mình để vô đây. Tại vì thứ nhất á, là có cơm mẻ nó sẽ làm cho trắng bắp chuối. Và thứ hai nó sẽ làm á, là cái bắp chuối ăn không bị chát. À, có nước đá vô á, là nó sẽ hãm được cái mũ chuối. Và thứ hai là ăn rất là giòn. À, mình muốn sắt bắp chuối á, là một mình sử dụng cái dao hai lưỡi. Còn hai mình á, thì mình chỉ sử dụng cái dao này thôi. Không sử dụng cái dao hai lưỡi. Anh có một cái mẹo sắt cực kỳ im luôn. Mình sẽ cắt ngay trên đầu nè phải không? Đó, cắt trên đầu ra.
hai cái máy bẻ đầu thì mình bỏ nè. À, nhiều người thì cũng ăn sử dụng cái này ăn luôn, bỏ ra ngoài đi đến để đi luôn đi. Đây mình sẽ chẻ cái bắp chuối làm hai nha. Lấy cái cùng đấy ra hả? Đúng rồi, chẻ làm hai, nhớ chẻ cho đẹp đẹp nha. Đó, thì ở trong nè cả nhà, đây cái miếng này nó bị già, ở trong nè nó có cái cùi nè, mình lấy cái cùi nó ra. Đó, để mình thôi ăn cái cùi nó bị chát. À. Cái bắp chuối mà mình không lấy cái cùi ra ăn nó rất là chát nha. Đây mình lấy cái cùi ra nè, cái cùi này ăn thử đây, chắc ngậm à. Vậy anh ăn đến kia, chắc ngậm kêu ta ăn trời. Bởi vì, ủa sao nó ăn được mà. Đây mình sẽ lấy hai cái cùi này ra nha. Đó. Thấy không, thấy đơn giản chưa. Lật cái bắp chuối lại, cắt cái đầu bỏ chút xíu nè. À, nói thật sự cái bắp chuối mình cắt chút xíu rồi à. Đây à. Thấy chưa cả nhà, thấy mình sắp bắp chuối nhanh không. Đó, sắp từ bên đây qua bên kia cái rồi vậy. À, đây bắp chuối nè. À, mình sắc để ngoài đi, chút xíu nó đen thiệt là đen, mình để vô cái lá trắng tươi cho cả nhà coi. Tại vì đã có cái nước thần thánh này rồi. À, cỡ nào cỡ nha, nó đen cỡ nào đen, nhưng mà để vô là nó sẽ trắng lại liền. À, thơm ngon tới giọt cuối cùng, lấy luôn cái chót mới ngon đó nha. Thì cả nhà thấy không, nè nè nè, đây. Cả nhà nhìn thấy mình sắc xong không? Nó đen thùi lùi thấy không? Như vậy mà đem lên ăn cái nhìn người ta cười chết luôn. Nhà mình mà có nữ đi, mà mình làm ăn kiểu này là người ta cười, người ta cười chứ. Đây thì có cái hỗn hợp nước đá, và thứ hai là cái gì, cơm mẻ của mình nha. Thì cả nhà thấy nước đục đục nè, mình để vô cái nào là nó sẽ trắng lại cái đó. Đây đây cả nhà thấy nhìn nè, đây trên tay mình một đống đen thui phải không nè, để xuống đây đó, để xuống trắng, thấy trắng lại chưa trắng đó. Thôi bây giờ mình sẽ để hơi vô hết nè. Cái này mà anh ngâm chút xíu rồi trắng. Đúng rồi nè, thấy không, trắng lại nè, thấy không. Đó, để yêu cầu để chút xíu thôi là nó trắng chút xíu, em ăn thử cái bắp chuối rồi mà nó vừa trắng mà nó vừa giòn nó thiệt luôn á. Đây đó, mình bóp lên. À, cả nhà thấy bắp chuối trắng lại chưa nè, mới để vô là chút xíu là nó trắng lại liền à. Wow, đẹp biết ta. Thấy không, thấy im rồi chưa, mình ngâm một chút xíu thôi là nó sẽ trắng tươi lại liền, và chút xíu mang cái bắp chuối nó sẽ rất là giòn, nó không có mất cái vị đắng luôn. Đây nè cả nhà, bây giờ nó rất là trắng rồi, thì bây giờ mình nó có thể là vớt ra được rồi nha cả nhà. Đây đây cả nhà nhìn đây, nguyên một đống đen thui thùi lùi đó, sắc ra chút xíu là đen như nè, nhưng đây nguyên một đống trắng tươi luôn. Bây giờ Liên Ngô có thể là ăn thử miếng này, lấy cọng lên nhai thử này, nó giòn không? Nó lạnh lạnh mà. Đúng rồi, nó lạnh ăn rất là giòn. Đúng không, ăn ghiệu ghiệu luôn phải không? Đúng rồi. Nè ăn thử một cọng nữa này. Đó, ăn rồi xong cho cả nhà bị cảm nhận biết nó giòn. Phải không? Nó giòn ăn ghiu ghiu luôn chứ không phải là như bình thường mà đâu. Ê. Và thứ hai nó không bao giờ có hậu chát. Đúng rồi, không có hậu chát luôn mà. Thì ra là có nước đá bởi vì ăn nó giòn như vậy. Đúng rồi, cái này mà đem lên á mình chỉ cần là chấm cá kho thôi, không cần trộn gỏi, ăn cũng ngon nữa. Đó, bây giờ mình sẽ vớt ra nha cả nhà. Đó. Đây. Đó. Nguyên một đống bắp chuối nè, nó rất là trắng. Nốt ví dụ mình cả nhà mình thấy có ai mà đang sắc bắp chuối mà thấy bị đen thui thù lùi á, cứ là pha miếng cơm mẻ để vô cái trắng tươi liền. Đúng. Và bỏ nước đá vô, mình thử ăn cái bắp chuối hộp cửa nó ngon hơn bắp chuối kia không nha. Ngon, em thấy nó không có chát mà nó giòn giòn. Sao hả, mình nhai mà cảm giác nó ghiệu ghiệu luôn á.